Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Mấy bữa nay thì con có nhắn chị Hai, con nói là bữa nào chị Hai rảnh thì chị Hai xuống dẫn Bình xuống con chơi. Hôm nay chị Hai có mận gì không? Chị ở nhà cơm nước cho nó không. Nay Bình lên lớp mấy con? Dạ lên lớp 10. Con học ở đâu? Dạ học Ngô Văn Cấn. Ngô Văn Cấn là ở đây mình có mấy cái trường học cấp 3 ta? Ngô Văn Cấn nè, trường Lên Thân nè, Bó Cày, Chê, trường Bán Công, bốn trường. Ngô Văn Cấn hình như hai trường á, trường Bán Công mà trường Quốc Lập, trường Dân Lập gì đó hai trường á. Có học trường nào không? Trường Chính Quy. Có hàng Quy nó học trường đó, trường Tư á. Có Quy, Quy nó học mấy mà? Học Tinh Đỉnh. Vậy hả? Là có hai trường hả con? Dạ, hồi xưa có chứ giờ nó kia là trung tâm giáo dục huyện Củ Chi. Đúng rồi, đó là cái bố túc á, hồi xưa bố túc á. Lâu lắm rồi, con lên ngoại thì con không gặp chị Hai, tại vì con chạy lên chút xíu rồi con chạy về nha. Rồi cái có mấy lần thì con lên nhà mỗi năm thì có chị Hai tỉnh. Cái này thì con sẵn Bình á, nó nghỉ hè rồi cái nói chị Hai dẫn nó xuống đây chơi với con. Rồi hồi nãy là chị Hai xuống, chị Hai có mua hai trái dưa hấu và chẻ dưa hấu cho chị Hai ăn. Chị Hai mua ở đâu ạ? Hai mua ở tiệm gần nhà chị Hai. Chín không à? Chín. Nó giòn á, nghe bập bập luôn nè. Chẻ mà nó giòn vậy mới ngon. Chị Hai lựa dưa ngon hết sức luôn á. Mấy đại hên xui với con. Tiền cái món dưa này giờ hãy biết món dưa này làm món ruột của Tiền nè. Tiền thích ăn dưa hấu không? Đi đâu vậy hà? Giờ là có nó xách dưa gì hả? Tiền không có. Tiền nó mắc lặt gao rồi. Khó ăn đợt bí chưa. Chị Hai chị cảm ơn gì? Như của chị mà chị cảm ơn. Anh đưa cho chị, chị ta cảm ơn biết không? Sao nè. Bình học giỏi không con? Dạ học cũng được. Học sinh gì? Giỏi. Học sinh giỏi hả? Vậy cũng được gì? Học sinh giỏi hả? Ừ, sao nhiều vậy sao? Con có lãnh thưởng không Bình? Dạ con. Hả? Dạ. Con lãnh thưởng. Con thi được nhiêu điểm? Dạ thi 38 điểm. 38 điểm. Học giỏi quá chứ mẹ. Giỏi. Chơi rồi. Không thích học từ chơi. Sao con không học từ chơi? Chơi vô biết học nổi không? Dạ thôi không phải học từ ngôn. Vậy hả? Từ trên đó con đi học xa không? Con từ đó chạy tới đó xa không? Dạ gần. Nó đi ngã giường thôi. Con đi xe đạp điện hả? Dạ. Rồi hồi nãy con chở mẹ bằng xe đạp điện xuống đây. Dạ. Sáng con chưa ăn vậy ta đó. Miếng này chịu không? Thôi trời dữ. Miếng nó lấy cái muỗng ăn luôn, miếng đó. Trời nay bão mưa hoài không sao. Lỡ thứ hai. Mưa hoài mà ăn cũng không được, mà nắng quá mà ăn cũng không được. Có mưa có nắng. Chị? Mấy ngày nay. Ăn nữa đi Bình. Bình á là nó kêu con tới bằng cô. Thì ông nội của ông Bình với lại mẹ con là hai anh em ruột. Ông nội mình thứ ba, mẹ con thứ sáu. Kiểu bà sáu. Chị Hai là cháu dâu, cháu dâu của mẹ, chị dâu của con. Hôm nay thì chị Hai ở tỉnh, bình thường thì chị Hai đi vuốt cọng lá. Thì hôm nay chị Hai có vuốt nữa không? Thì mưa rồi chị không có vuốt. Bữa nào có vuốt xuống cô cho lá quá chừng à. Dạ. Đấy cô ngoài vườn bữa hổm mẹ út xin cô không cho. Cô tại vì hôm đó cô tính để cô đắp cái đường nó nước nó chảy quá. Cái này cô thấy lá già nhiều của chừng á. Nào chị xuống ấy chị ấy. Cô cừ lại hơn cô sao? Nhưng mà cô không cừ, cô cừ bằng tre với bao
tre cô đóng lắm rồi, cô chắc ba giờ vô à, cô lá còn không có cự, giờ cái lá quá chừng á. Chừng nào giờ hãy mà thấy nắng nắng gì thấy quẩn quẩn á, cái gì vuốt một ngày cái gì về vậy á, xuống ở vuốt ngày luôn. Thú này vuốt chơi vô chơi với mẹ em. Mẹ em nhà có à, hồi đó năm năm mà chưa có đẻ con Vi á, là cô vuốt hết trơn vườn cô ha, là cô bán cô cộng tiền lần cô bán mười mấy hai chục ký, lần bán mười mấy hai chục ký mà cô cộng ra cô bán được 3 triệu á. Dữ lắm. Nhiều dữ cô. Nhiều dữ lắm, lá nhầm nhầm nhiều lắm. Đúng đó, lá nó gặm gặm á chị. Trời ơi. Nhiều dữ lắm. Cô đốn lá hay cô té xong sông một chút nó cô chết mà cô không hay. Biết cơ giờ thấy không? Cô cầm con dao. Cái cô dựa cho cái bập lá vậy, cái bập lá nó gãy. Cái cô té xong cái đùng. Cái đầu cổ vô hụt ở trên, cái cô tỉnh lại cô đứng dậy cô nói ủa. Vậy không đứt vậy thôi, con dao còn nguyên. Cái cô bò bò cô lên, cô vô nhà cô nói mấy đứa mới ra. Trời ơi mẹ ơi, mày đốn một ngày mà té mày chết. Mà cái lần nó cô hết hú hồn hú vía luôn. Cũng như mất hồn mất vía luôn, nó bị té cái đụng cái hột đầu rồi nổi lên á. Như giờ cô tải thành bờ ấy cũng ngon, nó làm thân ấy, nó không có, nó không mọc. Cái tại vì nó hơi dựa dựa nó ngoài gạch đó. Nên đốn hết hồn lần đó. Bữa nay á thì con có một phần quà muốn gửi cho Bình để nó đi học. Tại vì con thấy là Bình nó cũng siêng năng, nó cũng học giỏi, chịu khó. Cho nên là bữa nay á cô Khánh, cô Hai gửi cho con nha. Quà này là của cô Linh Đặng ở bên Mỹ. Cô Linh Đặng có nhờ con gửi một phần quà tới cho con. Đó là số tiền 500 ngàn. Để con về con mua sách vở để con đi học. Dạ. Ừ. Nè Bình. Dạ, cảm ơn cô Hai. Cảm ơn cô Linh Đặng ạ. Dạ. Con cũng cảm ơn cô. Cảm ơn Khánh. Có gì đâu chứ Hai. Dạ. Mua sách mua tập đồ được á Bình. Con mua gì chưa? Dạ chưa. Cô hồi đó mà mấy đứa này nè mà tới gần tới vô học á là cô chuẩn bị sách trước. Cũng như lớp 12, lớp mua sách lớp 12 rồi mua hai đứa 20 cuốn tập này vậy á, mua sẵn vậy rồi tiền trường thẳng đến sau, chứ hồi đó con đông mà đâu có lần lượt được, cái mua lần vậy á. Nghe tụi nó lên lớp cho mừng cái mua sách trước, tập trước để sẵn. Mình học giỏi cũng đỡ gì nữa, chị Hai khỏe á, gắn ngày nữa lo cho mẹ đầu đó, mẹ cho cha nha. Có con đứa, có con mình nó thì nó phải lo cho hai ông bà chứ. Thương mẹ không Bình? Dạ không nha. Ba lớn vậy giờ còn ngủ chung mẹ phải không? Con cục vàng quá. Thương mẹ lắm. Chừng nữa gán học rồi cái lo cho cha với cho mẹ nha. Dạ dạ. Chứ có một đứa giao hết cho nó chứ giao cho ai. Dạ. Ăn cái tiền dưa nè. Tiền dưa rồi tiền. Tiện thấy dưa hấu lại chạy lại đớp liền. Dưa hấu nó khoái vậy lắm mà cái ngọt ngọt mà ăn không ngán. Chị Hai lỡ miếng nữa chị Hai. Thì mẹ chị còn nè. Bình con nữa rồi Bình. Nè ăn nữa đi. Dạ, mẹ ăn hồi đó ăn cơm còn nữa, chị Hai mua hai tái lận. Mày à, dưa này ăn cơm với tép khô được ngon lắm à, ăn không ngán. Làm thế gao hả cô? Ừ. Cậu Năm nói bữa nay cậu Năm mặn cho gì? Cho ngủ quên. Là tầm cái gì á hả, phải không chị Hai? Cái mất. Mãi có nhắn chị nói Khánh mời cậu Năm mới xuống làm được. Tổng lại mất chết đợt nước mặn đó hả chị? Ừ. Nhiều không chị? Nhiều ạ. Mấy công lần? Tổng mấy công lần? Tổng lại mấy năm? Năm công á. Chắc 5 công, 4 5 công vậy hả cô? 5 công. Không thấy rộng gì rộng đó. Năm gửi làm mít cho. Mít ruột đỏ hay vậy. Mẹ nghe mà cũng ham, mẹ đi mua 20 cây mà làm chất khoe phức tân nước mặn chất phức tân. Mẹ con chị cũng đồng theo phong trào. Nhưng là thấy ai tầm gì thì tầm nấy. Đúng giữa tầm mít đó, về chạy đi mua mít đậm. Làm cái nước mặn chết hết tầng. Chết hết luôn, chết bên chết kia. Chết hồi nào không hay, tới hồi ra thấy cái mít không queo tại được rồi, chết hồi nào trời. Hú ngu anh tội nghiệp nó chết hết trơn. Lỗ mấy trăm triệu á. Ngu đó. Mà ủa mít đó mà anh con kêu bằng anh hay kêu bằng em hả? Ngu anh kêu bằng chị. Chị mà. Dạ, con kêu bằng gì?
Ông ba Uôn nè. Ông ba hả? Em Tân. Ủa tên Tân hay tên Uôn? Uôn hả nhà. Trong đi học mà tên Tân. Đáng lượt cho gỗ quá. Năm á. Anh Năm đó bà, mẹ bà ngoại đẻ con Út rồi. Cái mẹ nó còn có bầu nó hình như tháng sau mới đẻ nó thua con Út một tháng. Nó hơn bà đến lần bà. Nhưng con kêu con cậu đi ha. Cậu em. Bữa hả mình đâu có biết cái cậu đó nhiêu tuổi đâu. Cái nói chuyện điện thoại đó. Kêu con cưng. Chuyện hỏi đó hả? Hỏi thì Vinh đó. Hỏi công chuyện. Nó vui nó được lắm á, vui đó. Em đâu biết nhiêu tuổi đâu. Rồi cái em chỉ biết là nhỏ kêu em bằng chị thôi. Thì em kêu em xưng bằng cưng. Kêu nói chị xưng cưng ngọt xớt luôn. Cái gì đó nói mẹ nói năm tuổi cậu nói chung tuổi cậu Út. Không dữ vậy. Cười nó không biết nhiêu tuổi. Thằng Thái nhiêu tuổi? Thái lớn tuổi hơn con. Vậy hả? Tú tuổi với Khánh. Tú à. Con Tú nhiều tuổi Thịnh đó cô. Hiện nay tuổi Thịnh hả? Con Tú với Bé Bảo với Khánh với Tú là đẻ ăn năm á. Này con xin cảm ơn cô Linh Đặng đã gửi số tiền về cho con trai của con. Con xin thành thật cảm ơn cô ạ. Con chúc cô được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống vậy.